Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn ở KF94 đến từ Hàn Quốc, một trong những dòng khẩu trang giúp ngăn chặn virus vi khuẩn cũng như là các loại bụi mịn xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, đồng thời là bảo vệ đường hô hấp của bạn cũng như người thân trong gia đình. Và trong thời điểm hiện tại, với căn bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lan ngày một nhanh hơn trên toàn cầu, và như các bạn đều biết rằng, đây là một trong những căn bệnh lây qua đường hô hấp, hay là thậm chí chúng ta chỉ cần bắt tay với người bệnh thôi là chúng ta cũng có nguy cơ nhiễm phải căn bệnh này rồi. Chính vì vậy, làm sao để bảo vệ cơ thể của chúng ta luôn là điều được quan tâm. Và việc lựa chọn được một trong những loại khẩu trang an toàn giúp bảo vệ đường hô hấp, ngăn chặn những loại virus này xâm nhập vào cơ thể của chúng ta là điều vô cùng quan trọng. Và nếu như những loại khẩu trang chỉ từ 1 cho đến 2.000 chỉ có thể là bảo vệ bụi được bình thường, thì với dòng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 như trên tay Kiều Anh hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm khẩu trang đã được Bộ Y tế Hàn Quốc công nhận là có khả năng ngăn chặn virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và điều đặc biệt, dòng sản phẩm khẩu trang KF94 này là một trong những dòng khẩu trang được thiết kế từ vải không dệt và vô cùng thân thiện với da mặt của chúng ta. Và đây cũng là một trong những dòng khẩu trang các bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, nhất là đối với những bạn mà đeo kính. Khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm khẩu trang này sẽ không bị mờ mắt kính của chúng ta khi mà chúng ta đi ngoài đường. Thứ hai, đó là dòng sản phẩm khẩu trang KF94 được thiết kế với vải không dệt, an toàn cho da mặt cũng như là thân thiện với môi trường. Và khi chúng ta sử dụng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, da mặt của chúng ta sẽ được bảo vệ và sẽ không xuất hiện tình trạng là nổi mụn trên da. Và điều thứ ba, đó chính là khẩu trang KF94 với thiết kế 3D ôm sát gương mặt của chúng ta và khi dùng thì sẽ không gây khó thở cho người dùng. Và điều thứ tư, khác với những loại khẩu trang khác trên thị trường, khẩu trang KF94 được thiết kế với mỗi một chiếc như thế này thì sẽ nằm ở trong một túi đựng riêng như thế này. Thì với việc như thế này thì sẽ đảm bảo vệ sinh cho chúng ta. Quan trọng hơn là với dòng khẩu trang như thế này, các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi nó có thể ngăn chặn được những loại virus vi khuẩn siêu nhỏ và có khả năng lọc đến 95,6% bụi mịn. Và với dòng khẩu trang này thì các bạn có thể dùng được từ 7 cho đến là 10 ngày, chứ không như các loại khẩu trang thông thường chúng ta chỉ dùng một lần rồi bỏ đi. Và nếu như các bạn đang muốn hỏi rằng những ai nên đeo dòng khẩu trang KF94 này, thì Kiều Anh sẽ dành một lời khuyên cho các bạn, đó là tất cả chúng ta đều phải dùng dòng khẩu trang KF94 này. Đặc biệt là đang trong thời điểm nóng, với sự lây lan, tốc độ lây lan nhanh chóng mặt của virus nCoV gây ra căn bệnh viêm phổi Vũ Hán, thì Kiều Anh khuyên rằng tất cả chúng ta, từ người già cho đến trẻ nhỏ, nên dùng khẩu trang KF94. Và quan trọng, đối với trẻ nhỏ cũng sẽ có thiết kế, có kích cỡ dành cho trẻ nhỏ. Vậy nên các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về điều này. Và theo Kiều Anh thấy hiện nay trên thị trường, với việc cháy khẩu trang thì có khá nhiều loại khẩu trang kém chất lượng được bán ra trên thị trường, khiến cho đó chúng ta vừa mất tiền mà không mua được loại khẩu trang chất lượng. Vì vậy, nếu như các bạn muốn bảo vệ cơ thể, bảo vệ sức khỏe của gia đình mình thì có thể mua sản phẩm khẩu trang KF94 này tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ cam kết những sản phẩm được bán tại đây đều chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và quan trọng, siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ luôn đảm bảo cho các bạn trong quá trình sử dụng. Và để mua sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ tới một trong ba phương thức như sau. Phương thức thứ nhất, các bạn có thể liên hệ tới hotline của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là 0904-363-985 để được tư vấn. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video ở đây để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm khẩu trang này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về những dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.